Chiều ngày 25 tháng 4, Hội đồng nhân dân xã Đức Hương khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy và các đồng chí trong ban Thường vụ huyện ủy, các ban ngành cấp huyện. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Đức Hương đã thông qua tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, khóa 22 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đồng chí Phạm Quốc Bảo đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Hương với số phiếu 17 trên 17, đạt tỷ lệ 100%. Trước đó, Ban Thường vụ huyện ủy có quyết định đối với đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Vũ Quang, được điều động đến công tác và giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Hương. Đồng chí Phạm Quốc Bảo sinh năm 1985, có trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quốc Bảo đã bày tỏ biết ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đây là niềm vinh dự của bản thân và xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với Ban chấp hành Đảng Bộ Xã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Phát biểu giao nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, chúc mừng đồng chí Phạm Quốc Bảo được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng chí Bí thư huyện ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Quốc Bảo sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị tập thể ban chấp hành Đảng bộ xã Đức Hương tạo điều kiện hỗ trợ để đồng chí Phạm Quốc Bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Kết thúc kỳ họp lãnh đạo huyện và các ban ngành cấp huyện cùng lãnh đạo và các ban ngành cấp xã, hội nông dân các xã thị trấn đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quốc Bảo.